Việt Nam và khủng hoảng chức chủ tịch nước. Khủng hoảng về chức chủ tịch nước ở Việt Nam là hậu quả của cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự bãi nhiệm chủ tịch nước và văn thưởng do các sai phạm không được làm sáng tỏ là minh chứng. Điều này đặt ra yêu cầu cao cho người kế nhiệm, cần phải đảm bảo hoàn toàn trong sạch. Hiện tại, cuộc tìm kiếm nguyên thủ mới đang diễn ra với việc bà Võ Thị Ánh Xuân tạm quyền giữ chức chủ tịch nước. Việc thay đổi liên tục nguyên thủ quốc gia là không phổ biến ở Việt Nam. Tính từ năm 2016 đã có 3 chủ tịch nước, một kim chủ tịch nước và 3 lần quyền chủ tịch nước. Trong bối cảnh này, việc lựa chọn người thích hợp là vô cùng quan trọng. Giáo sư Karl Thayer, nghiên cứu về chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, nhận định với VOA rằng, Trương Thị Mai có thể là lựa chọn chắc cú nhất cho chức chủ tịch nước. Bà Mai với kinh nghiệm và địa vị trong Đảng được xem là ổn định và đáng tin cậy. Tuy nhiên, cũng có đề xuất về Tô Lâm, nhưng ông Thay cho rằng ông Lâm có vẻ có mục tiêu trở thành tổng bí thư hơn là chủ tịch nước. Trong bối cảnh khó khăn về nhân sự, việc lựa chọn người thích hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khóa 13 gặp vấn đề với việc loại bỏ nhiều ủy viên Bộ Chính trị, làm nổi bật tình trạng cần thiết cải thiện trong quá trình tuyển dụng. Công cuộc chống tham nhũng của Tổng bí thư Trọng đang gặp thách thức, đặc biệt sau các trường hợp như Võ Văn Thưởng. Sự thiếu minh bạch trong việc kỷ luật các quan chức khiến dư luận bất mãn. Taya cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Trọng trong quá trình tuyển dụng nhân sự, đồng thời đề xuất việc đổi lãnh đạo trong tiểu bang tuyển dụng của Đại hội Đảng khóa 14 để đảm bảo tính minh bạch và khách quan. Tương lai của cuộc chiến chống tham nhũng của Trọng còn bất định khi ông sắp về hưu và đảng đang chia rẽ về hướng đi của chiến dịch này. Quyết định tiếp theo của đảng sẽ định hình tương lai của nước này và sự ổn định trong đảng.